Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Trần Lưu Quang có quan hệ mang tính chất gia đình với nhà Tô Lâm. Ngày 20 tháng 5, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho thời báo chấm đê như trên. Ông Trần Lưu Quang quê quán ở Tây Ninh, nhưng ông sinh ra tại Hà Nội năm 1967 vì bố mẹ ông cùng là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Do đó, tuổi thơ của ông Quang cũng gắn liền với miền Bắc. Bố Trần Lưu Quang trước đây là cận vệ cho Tô Quyền, bố của Tô Lâm. Khi ông Tô Quyền hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời chiến tranh trước năm 1975 nên có ơn nghĩa với nhau. Mẹ ông Trần Lưu Quang là bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1931, mất năm 2022, quê ở Dòng Trơm, Bến Tre, là đồng hương với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân. Bà Huệ sinh tất cả những người con trên đất Bắc, con trai út Trần Lưu Quang. Sau năm 1975, cả gia đình về lại Tây Ninh. Bà Huệ từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Còn bố của ông Trần Lưu Quang từng làm tổng biên tập báo Tây Ninh. Trần Lưu Quang thứ ba từ phải qua và ông Tô Dũng thứ hai từ phải qua, em trai của Tô Lâm. Lúc đó, ông Quang tuy đang làm Phó Bí thư Thường trực thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng về Tây Ninh tham dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và 2. Ông Quang thăng tiến rất nhanh. Tháng 6 năm 2010, ông bắt đầu làm bí thư của một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Và chỉ 7 tháng sau, tháng 1 năm 2011, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng. Người nâng đỡ ông Trần Lưu Quang trên quan trường đó là đồng hương Tây Ninh của ông Nguyễn Văn Nên, tức Bảy Nên, ủy viên Bộ Chính trị, hiện là bí thư Thành Hồ. Từ năm 2006 đến năm 2011, khi giữ chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, rồi bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông Bảy Nên là người trực tiếp quy hoạch cán bộ chiến lược, tiến cử Trần Lưu Quang làm ứng viên dự khuyết Trung ương khóa 11, khi ông Quang lúc đó mới 43 tuổi, chỉ là bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Tây Ninh. Đầu năm 2023, việc Phạm Bình Minh bất ngờ ngã ngựa mở đường cho Trần Lưu Quang leo lên ghế phó thủ tướng. Trước đó, khi làm bí thư tỉnh Tây Ninh gần 4 năm, từ năm 2015 đến năm 2019, Trần Lưu Quang không để lại bất kỳ dấu ấn gì ngoại trừ việc dâng các dự án đất vàng béo bở ở Tây Ninh cho các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, FLC, TNG Holding, đặc biệt là tập đoàn Xuân Cầu Holdings của Tô Dũng, em ruột Tô Lâm. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến chúc Tết năm 2016. Dự án nổi bật nhất của tập đoàn Xuân Cầu tại Tây Ninh là các nhà máy năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 với tổng nguồn vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, sử dụng 720 hecta đất bán ngập hồ Dầu Tiếng. Không những đây là một dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất nước, mà còn là dự án lớn nhất Đông Nam Á về năng lượng sạch, với tổng công suất là 500 MW. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh còn quyết định chấp thuận cho tập đoàn Xuân Cầu đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5.1 và Dầu Tiếng 5.2. Khác với các quốc gia dân chủ, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đều là những người không đi lên bằng trình độ, năng lực bản thân, mà nhờ các mối quan hệ và khả năng chịu chi. Đảng chỉ quan tâm chú trọng bồi dưỡng nâng đỡ cho con em của những người có công với cách mạng, con cháu các bậc tiền bối lão thành cách mạng của họ mà dân gian thường gọi là các thái tử đảng. Tệ hại hơn nữa là các thành phần bỏ tiền để mua ghế quan. Người Việt vẫn lưu truyền câu thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, bỏ qua trí tuệ là như vậy. Do đó, mối quan hệ gia đình giữa Trần Lưu Quang và Tô Lâm không cần giải thích cũng đủ để hiểu vì sao sự nghiệp của ông Quang lại thăng tiến như vũ bão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin ông Trần Lưu Quang có quan hệ mang tính chất gia đình với nhà Tô Lâm. Việc Chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an có thể dẫn đến khủng hoảng hiến pháp. Ngày 19 tháng 5, nhà báo Trương Huy Sang, tức Huy Đức, đã có một bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình nêu thắc mắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giải thích hiến pháp. Tác giả cho biết ông đọc rất kỹ bản tin và hiến pháp. Ông cũng tìm hiểu các tiền lệ nhưng vẫn không thể hiểu được cách giải thích. Một người chưa được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an mà lại có thể được bầu làm Chủ tịch nước. Theo tác giả, trong chính thể Việt Nam, chỉ duy nhất có Chủ tịch Hồ Chí Minh từng kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao một thời gian. Nhưng Hồ Chí Minh trong chính phủ lâm thời là Chủ tịch chính phủ và sau đó, hiến pháp 1946, thì Chủ tịch nước là người đứng đầu chính phủ. Tác giả cho rằng, điều này có lẽ tương tự như tổng thống của các quốc gia theo mô hình Cộng hòa Tổng thống. Hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang.
Cần giải thích thêm, trong chế độ Cộng hòa Tổng thống giữa hành pháp và lập pháp hoàn toàn độc lập, cả hai nhánh này, hành pháp với đại diện là Tổng thống và lập pháp bao gồm các nghị sĩ đều được người dân trực tiếp bầu lên. Do đó, chính phủ, cơ quan hành pháp nằm hoàn toàn dưới quyền điều hành của Tổng thống. Quốc hội không có quyền can thiệp, bầu hay bãi miễn các chức danh trong chính phủ. Ngược lại, chính phủ cũng không có quyền đề xuất các dự luật. Công việc này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cấu trúc quyền lực này hoàn toàn khác với mô hình Cộng hòa đại nghị mà thể chế Việt Nam hiện tại có vài điểm tương tự. Trong thể chế này, người dân chỉ bầu ra quốc hội và quốc hội bầu ra thủ tướng cũng như một số thành viên nội các. Do đó, quốc hội có quyền lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được bầu cũng như có quyền bãi miễn họ. Trở lại với bài viết của nhà báo Trương Huy Sang, ông giải thích, Chủ tịch nước theo Hiến pháp 2013 là người đứng đầu nhà nước và Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, nên nếu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng thì chẳng có gì phải băn khoăn. Tác giả không rõ, có phải vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang, vai trò của Chủ tịch nước trong Hiến pháp quy định là có thể kiêm thêm Bộ trưởng Bộ Công an? Tác giả hiểu, cách thông tin với báo chí trên đây là từ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và rõ ràng chúng ta phải coi đây là cách mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, và những công dân sợ hãi như chúng ta phải hiểu Hiến pháp theo cách đó. Tướng Tô Lâm vẫn tiếp tục là trung tâm của những thảo luận chính trị. Nếu vậy, tác giả nhận định, điều này chắc chắn tạo ra một tiền lệ tương tự như khủng hoảng Hiến pháp. Có thể một số người chưa hiểu tầm quan trọng của Hiến pháp, đơn giản vì từ trước tới nay, nhà cầm quyền luôn tuyên truyền về sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng mà coi nhẹ Hiến pháp, đảng đặt điều lệ đảng lên trên Hiến pháp. Tuy nhiên, Hiến pháp mới là bộ luật cao nhất của một quốc gia, luật của mọi luật. Do đó, sự vi phạm Hiến pháp, cuộc khủng hoảng Hiến pháp sẽ làm xáo trộn mọi luật lệ, mọi trật tự xã hội. Khi đó, xã hội sẽ vận hành theo kiểu mạnh được yếu thua, cả lớn nuốt cả bé. Và điều này hoàn toàn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng xã hội như đã thấy ở Venezuela hay một vài quốc gia khác. Tác giả Huy Sang giải thích thêm, Hiến pháp không cấm Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng, cũng như Hiến pháp không cấm Thủ tướng làm chánh án. Nhưng quyền lực nhà nước là chỉ được làm những gì pháp luật cho phép chứ không phải làm những gì pháp luật không cấm. Với trường hợp của ông Trần Đại Quang, về mặt danh nghĩa từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn là Bộ trưởng Công an. Nhưng đó là Bộ trưởng của một chính phủ đã kết thúc nhiệm kỳ, chờ Quốc hội bầu Thủ tướng và phê chuẩn các thành viên chính phủ. Chính phủ chấm dứt nhiệm kỳ chứ không phải miễn nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việc Chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an có thể dẫn đến khủng hoảng hiến pháp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.